Hello, chào buổi sáng mọi người nha. Hiện tại thì Gobi đang ở vườn dâu mọi người ơi. Vườn dâu ở sau lưng Gobi nè. Bên đây thì trồng dâu, còn bên đó là trồng sú cải nha mọi người. Hiện tại thì dì của Gobi bận việc rồi, nên nhờ Gobi ở đây lặt lá dâu với mình xới đất lên để mà cho dâu nó tốt nha. Dâu này á thì cách 2 ngày là mình lặt lá một lần nha. Mình lặt lá mấy cái lá thúi á, mấy cái lá hư nè để cho nó mọc trái nhiều hơn cho mọi người. Ở Đà Lạt thì bây giờ nó cũng chuyển sang mùa mưa rồi nên trái nó cũng khá là ít. Nguyên cái vườn này một khoảng 2 ngày á thì mỡ của mình hái được khoảng 9 đến 10 kg thôi. Tại cái dâu này á, trồng cũng được 2 năm rồi nên trái nó cũng không còn nhiều nữa mọi người ơi. Mọi người ơi, thì đây là cái phần lá dâu mà Gobi hái hồi nãy giờ nha. Bây giờ mình đổ bỏ cái phần lá này, rồi mình qua bên kia mình hái nốt cái phần dâu còn lại để mình ăn cùng với mọi người nha. Dâu ở cái bờ bên đây á thì nó còn sót lại nha. Tại sáng hôm qua thì dì của mình hái gần xong rồi. Ở bên đây thì nó còn lại vài bờ thôi. Bây giờ mình sẽ hái một ít dâu này để mình ăn nha, tại vì mình hái bán đã đủ rồi. Cái này còn xanh nhưng mà nhìn nó không đẹp lắm nên mình hái vô mà mình ăn. Ôi cái này. Ở Đà Lạt thì người ta sẽ không có dùng gơm để mà ủ lên để trồng cây nha mọi người, mà người ta dùng đây là cái lá của cây thông của mọi người. Đây dâu, ôi dâu. Dâu thì cây dâu á, đặc trưng của nó là nó có hoa màu trắng nha mọi người. Bây giờ mình hái hai cái trái này nữa. Mình hái mình phải biết gì nè, cái ngón cái mình chắn vô đây, mình bẻ cái này tém thôi mình giật là nó xuất nguyên cái rễ lên luôn mọi người. Rồi gớt rồi. Dâu á thì mình hái mình ăn liền vô thì nó ngon, chứ ở trong Sài Gòn bán mọi người để qua mấy cái chuyến xe với ngâm trong tủ lạnh đồ đó nó sẽ không còn ngon như là mình vừa hái xong nha. Thì hồi nãy giờ thì mình hái được bao nhiêu đây, mình nghĩ là nó cũng đủ để mình ăn rồi. Bây giờ mình vô trong mấy cái trái nào mà nó còn xanh hay nó còn trắng nè mọi người thì mình sẽ đâm với ớt mình ăn chung với nó nha, nó sẽ ngon hơn. Còn mấy trái nào chín thì mình không cần đâu, mình ăn không cũng được rồi. Bây giờ mình đi vô mọi người. Vì dâu này nó không có xịt thuốc đó mọi người, nên mình rửa sơ qua là mình ăn được rồi. Thì ở đây Gobi có một chén muối, mình bỏ thêm một ít bột ngọt nữa nha mọi người, và hai trái ớt. Gobi thì mình giả ra, Gobi thì Gobi thích ăn muối hột nha mọi người. Tại muối hột nó có cái vị ngọt thanh, còn cái muối bọt á, nó ngọt, nó không có ngọt mà nó có hơi vị đắng đắng.
Thì Gobi cũng rửa dâu xong rồi. Bây giờ một khay dâu này mình sẽ ăn chung với muối ớt nha mọi người. Cái trái nào á nó xanh thế này thì mình sẽ ăn với muối ớt, còn cái nào đỏ thì mình không cần nha. Mình lựa mấy trái màu xanh mình ăn trước nha. Đây là muối ớt, mình chấm muối ớt mọi người. Cay, rất là cay. Rồi mọi người ăn với Gobi nha. Ngon quá. Ôi mùi lượng nó chấm màu xanh lắm. Mấy trái nó chưa chín không? Này. Dâu nó có rất nhiều vitamin nha mọi người. Rất là tốt cho sức khỏe luôn. Chúng ta nên ăn Không biết mọi người sao á, cái Gobi thích ăn dâu lắm. Đặc biệt là dâu ở Đà Lạt luôn. Còn dâu mà nhập khẩu á, tuy trái nó to nó đẹp nhưng mà ăn không bằng dâu của mình nha mọi người. Cái dâu nước ngoài á, nó trái nó to, nó chín đỏ nhưng mà nó rất là mềm. Thấy ăn cái dâu á, nó giòn giòn. Dâu nó hơi trắng trắng đây nè, nó giòn giòn, nó hơi vị chua chua. Mình chấm với muối ớt thì ăn không có nói, không có gì mà tả nổi nha mọi người. Trời hôm nay buổi sáng nhưng mà nó hơi ui mọi người, nó không có được nắng. Ở Đà Lạt thì nắng nó chỉ làm nắng buổi trưa thôi chứ buổi sáng nó cũng nắng ít xíu à. Mà nhiệt độ thì cũng không lạnh lắm mà mọi người ăn. Bình thường á, nó Gobi ra vườn của dì Gobi hái á. Mà Gobi chưa có làm vlog, Gobi không có dịp mà để giới thiệu cho mọi người cách trồng dâu, hái dâu và ăn dâu ở đây. Mà hôm nay quay vlog thì có có cơ hội mà giới thiệu cho mọi người. Đây là dâu mà Gobi hái á. Mà Gobi hái những cái trái nó xấu nha. Không phải là hái trái đẹp. Trái đẹp để thì để gì chứ, để gì Gobi bán. Thôi mình hái những trái xấu. Mọi người thông cảm thôi. Mấy trái nó như vậy nè mọi người. Ăn trái vô nó có vị hơi chua nhẹ thôi, khi mà ăn chung với ớt thì nó sẽ không chua nữa. Ăn chung với muối ớt á, bình thường á, mà nhỏ á, Gobi ra vườn dâu á không ăn được chua. Khi mà ăn mấy lần á tự nhiên ghiền á mọi người. Cái vị chua đặc trưng, cái vị chua của dâu mà ăn chung với muối ớt á, mình ăn một lần hai lần là mình ghiền luôn. Rất nhiều người á ra nói với dâu chua không thích ăn, nhưng mà đã ăn rồi là hết ghiền đó mọi người. Như lúc làm ở Sài Gòn á, thèm dâu á, mà dâu Sài Gòn bán á, chuyển vô ở trong Sài Gòn thì nó không còn giòn nữa, nó mềm mềm. Còn trong siêu thị á thì dâu á rất là đẹp luôn, nhưng mà nó không có giòn, nó rất là mềm. Mà mọi người ăn với Gobi nha. Dâu này á, hồi nhỏ thấy Gobi hái mấy trái sống sống đây nè, ngồi xem tivi á là Gobi ăn được tầm 1 kg luôn đó mọi người. Kênh của Gobi á mọi người mới làm thôi, nên mọi người thương Gobi thì mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ Gobi nha mọi người, để Gobi làm những clip giới thiệu về vườn dâu và những cái địa điểm mà mọi người không biết ở thành phố Đà Lạt nha. Tại vì á, mọi người thường đi Đà Lạt, thích đi Đà Lạt là mọi người đến những cái chỗ mà công viên này kia á, người ta làm sẵn á, không có được trải nghiệm cái cảm giác thú vị ở ngoài vườn dâu hay là trên suối này kia. Dì của Gobi cũng sắp về mọi người ơi. Bây giờ mình ăn xong cái này rồi mình đi về nha. Mình ăn nốt những trái còn lại. Ngon quá mọi người. Wow. Cảm ơn mọi người nha. Mình ăn mình không ngừng luôn á. Mình muốn nói với mọi người là cái clip này nó cũng hơi dài rồi, nên mình tạm biệt mọi người tại đây nha. Chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ nha. Bye bye mọi người.